Trên thế giới, ông Trump quyên góp được gần 35 triệu đô la Mỹ sau khi bị kết tội. Mỹ công bố đề xuất ngừng bắn mới tại dải Gaza. Cơ sở năng lượng Kiev bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga. Thủ tướng Hungary cảnh báo châu Âu đang tiến gần đến sự hủy diệt. Bangkok không cho người thu nhập trên 680 triệu đô la Mỹ một tháng bán hàng rong. Tại Việt Nam, Hà Nội thông báo hàng ngàn nhà trọ ở Cầu Giấy không đảm bảo lối thoát nạn. Sài Gòn tổng kiểm tra phòng cháy tại các khu nhà trọ. Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới, vượt 1 tỷ kWh một ngày. Rác thải nổi lềnh bềnh khắp hẻm sau mưa lớn tại Sài Gòn. Hà Nội có 30 điểm ngập nếu mưa trên 70mm một giờ. Nguyên Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 1 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị cùng các em nhỏ luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin liên quan đến chính trường Mỹ. Ông Trump quyên góp được gần 35 triệu đô la Mỹ sau khi bị kết tội. Thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 5, các cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, chỉ vài phút sau khi phán quyết được công bố tại phiên tòa giả tạo, người ủng hộ đã làm quá tải hệ thống quyên góp kỹ thuật số của chúng tôi. Bất chấp tình trạng đình trệ vì lượng truy cập quá lớn, chúng tôi đã thu về 34 triệu 8 ngàn đô la Mỹ từ các nhà tài trợ nhỏ lẻ. Theo nhóm ông Trump, đây là mức quyên góp kỷ lục trong một ngày, gần gấp đôi con số cao nhất trước đó. Phần lớn số tiền thu được trong vòng 7 giờ sau khi có phán quyết về vụ án, 30% nhà tài trợ là những người lần đầu sử dụng nền tảng WinRes của Đảng Cộng Hòa để góp tiền cho cựu Tổng thống Mỹ. Trong cuộc họp báo tại New York cùng ngày, ông Trump tuyên bố nền tảng này đã thu được 39 triệu đô la Mỹ trong vòng 10 giờ, khẳng định đây là kỷ lục mới trong lịch sử chính trị Mỹ. Giới quan sát cho rằng, những diễn biến của phiên tòa ở New York sẽ tăng hiệu quả vận động tài chính tranh cử cho cựu Tổng thống Mỹ. Nhiều tỷ phú từng ngại ủng hộ ông Trump thì giờ đây đã sẵn sàng công khai lên tiếng. Điển hình là tỷ phú đầu tư phố Wall, ông Bill Ackman và nhà tài phiệt kim loại Mỹ, ông Andy Sabin. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số thông tin liên quan đến chiến sự. Mỹ công bố đề xuất ngừng bắn mới tại dải Gaza. Vào ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã đưa ra lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza để đổi lấy việc thả các con tin, nhấn mạnh đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc. Lộ trình do Israel đề xuất bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Trong khoảng thời gian này, các lực lượng Israel sẽ rút khỏi tất cả khu vực có người ở của dải Gaza và các con tin, bao gồm người cao tuổi và phụ nữ, sẽ được trao đổi với hàng trăm tù nhân Palestine. Dân thường Palestine sẽ trở về Gaza và mỗi ngày sẽ có 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Trong giai đoạn thứ hai, không xác định thời gian, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch với lệnh ngừng bắn sẽ vẫn được duy trì chừng nào tiến trình đàm phán còn tiếp diễn. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết quy mô lớn dành cho Gaza. Tổng thống Joe Biden thúc giục Hamas chấp nhận đề xuất của Israel. Hamas sau đó ra tuyên bố họ đang xem xét tích cực lộ trình này. Cơ sở năng lượng Kiev bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga. Vào ngày 31 tháng 5, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố chặn tên lửa hành trình và 4 UAV tự sát Nga nhằm vào Kiev, nhưng mảnh vỡ đã làm hư hỏng hạ tầng năng lượng thành phố. Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine nói rằng đòn tập kích đã phá hủy một cơ sở năng lượng và làm hư hại mạng lưới truyền tải điện ở quận phía nam Kiev. Cuộc tấn công có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những đòn tập kích lớn vốn huy động hàng chục tên lửa và UAV nhằm vào Kiev và các tỉnh miền Tây, miền Trung Ukraine trước đó. Cùng ngày 31 tháng 5, Moscow và Kiev trao đổi tù binh sau gần 4 tháng gián đoạn. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau quá trình đàm phán, 75 quân nhân Nga đã được trao trả từ tay chính quyền Ukraine. Đổi lại, 75 tù binh Ukraine cũng được bàn giao cho phía bên kia. Đợt trao trả diễn ra giữa lúc Nga đẩy mạnh tiến công tại nhiều khu vực dọc tiền tuyến, trong đó có tỉnh Kharkov ở đông bắc của Ukraine. Moscow và Kiev đã hơn 50 lần trao đổi kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Giới chức Ukraine xác định hơn 3.000 binh sĩ nước này được trả tự do. Nga không công bố con số tổng cộng, nhưng được cho là ít nhất 1.200 binh sĩ đã trở về.
Cũng liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán vào ngày 31 tháng 5 bác bỏ một số đề xuất của NATO về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga, nói rằng việc này sẽ khiến cho châu Âu tiến gần đến sự hủy diệt. Theo ông Orbán, cứ mỗi tuần trôi qua, NATO lại tiến gần hơn đến cuộc chiến. Vị thủ tướng này nói rằng chiến tranh là một con quái vật luôn đói khát, nó phải được cho ăn và phải được nuôi bằng tiền. Và tôi thấy rằng người Mỹ và chính phủ Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã sẵn sàng nuôi nó. Thủ tướng Hungary nhận định việc triển khai phái bộ của NATO ở Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới thay vì bảo vệ các quốc gia thành viên của Liên minh quân sự này. Bangkok không cho người thu nhập trên 680 đô la Mỹ một tháng bán hàng rong. Mới đây, giới chức Bangkok thông báo chỉ những người bán hàng rong có thu nhập dưới 25.000 baht, tương đương với 680 đô la Mỹ mỗi tháng mới được phép bán hàng ở vỉa hè, không gian công cộng trong bối cảnh thủ đô Thái Lan nỗ lực chỉnh trang cảnh quan thành phố. Các tiểu thương có thu nhập trên mức này cần rời vỉa hè và không gian công cộng, tìm thuê gian hàng để buôn bán. Giới chức kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác dành những khu vực giá thuê thấp cho các tiểu thương. Thủ đô Thái Lan sẽ sớm tổ chức điều trần về các biện pháp này và thực hiện sửa đổi cần thiết. Mục tiêu về dài hạn của Bangkok là loại bỏ hoàn toàn hoạt động bán hàng rong trên đường phố, rời sinh kế của các tiểu thương đến các trung tâm bán rong thương mại. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua một số thông tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, một tuần sau vụ cháy nhà trọ khiến cho 14 người tử vong ở phố Trung Kính, mới đây trong báo cáo gửi chính quyền thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy đã đưa ra hàng loạt số liệu đáng lo ngại liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy đối với dịch vụ cho thuê trọ. Kết quả kiểm tra của quận nêu 3.170 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy, gần 3.200 cơ sở không đảm bảo ngăn cháy lan, hơn 2.800 cơ sở không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn, gần 3.000 cơ sở không đảm bảo về hệ thống báo cháy. Ngoài ra, còn hàng loạt các tồn tại khác như các cơ sở chỉ có một đường và lối thoát nạn, không có lối thoát nạn dự phòng, khu sạc xe điện không có giải pháp ngăn cháy lan, chống tủ khói, các cơ sở nằm trong ngõ sâu, khó tiếp cận. Trước mắt, quận Cầu Giấy yêu cầu các cơ sở tự khắc phục các lỗi như khu ngăn cháy, ngăn khói, lối thoát nạn ở tầng và lối ra khẩn cấp. Chủ cơ sở phải bố trí đủ diện tích đỗ xe máy, xe điện, tối thiểu là 6m2 một phòng, một căn hộ, nếu không thì cần có phương án gửi xe bên ngoài nhà trọ. Sau ngày 30 tháng 6, quận sẽ kiểm tra và xử lý các vi phạm trong phòng cháy chữa cháy. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố này yêu cầu tổng kiểm tra nhà trọ, chung cư mini. Hồi tháng 9 năm 2023, sau vụ cháy chung cư mini trong ngõ ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, khiến cho 56 người tử vong, 37 người bị thương, Hà Nội cũng đã yêu cầu kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, đã hơn 8 tháng trôi qua, thành phố chưa công khai kết quả. Còn tại Sài Gòn, vào chiều ngày hôm qua ngày 31 tháng 5, Công an thành phố cho biết sẽ tổng kiểm tra việc phòng cháy ở các khu trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và chung cư mini. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý 100%, tạm đình chỉ hoạt động theo quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những vi phạm về phòng chữa cháy. Thống kê trong 5 tháng đầu năm, thành phố này đã xảy ra 234 vụ cháy tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và công ty doanh nghiệp, làm chết 10 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân gây cháy là sự cố trong sử dụng thiết bị điện, vi phạm các quy định an toàn phòng cháy, bất cẩn trong sinh hoạt. Vào cuối năm 2023, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, Sài Gòn đã tổng kiểm tra và xử phạt gần 60.500 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao với tổng số tiền là hơn 11,5 tỷ đồng, dừng hoạt động hơn 50 cơ sở. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới vượt 1 tỷ kWh một ngày. Theo Trung tâm Điều hộ Hệ thống Điện Quốc gia, thì nắng nóng tiếp tục diễn ra ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, khiến cho lượng điện tiêu thụ ở Việt Nam duy trì ở mức cao lịch sử. Trong tháng 4, khi Sài Gòn liên tục phá kỷ lục về sản lượng tiêu thụ điện, tổng lượng tiêu thụ trên toàn Việt Nam là dưới 1 tỷ kWh điện. Trong nửa sau tháng 5, thành phố đã có nhiều cơn mưa kéo dài và có nhiều ngày có mưa liên tục, trời dịu mát hẳn. Tuy nhiên, lượng điện tiêu thụ chưa có dấu hiệu giảm.
Dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực Thành phố cho thấy tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn Sài Gòn trong tháng 5 là khoảng 2,857 tỷ kWh, trong khi của tháng 4 là hơn 2,803 tỷ kWh. Tại Hà Nội trong tháng 5, lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt từ mức 75,3 triệu kWh một ngày vào ngày 27 tháng 5, tăng gần 25% lên 98,7 triệu kWh trong ngày 28 tháng 5. Sang ngày 29 tháng 5, lượng điện tiêu thụ của Hà Nội chính thức lập đỉnh mới khi đạt 102,8 triệu kWh. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam tiêu thụ điện trong ngày vượt con số 1 tỷ kWh. Chỉ một vài ngày nữa sẽ nhận hóa đơn điện tháng 5, có nhiều người dân ở phía Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội, phập phồng không biết khoản chi phí này sẽ tăng như thế nào. Rác nổi lềnh bềnh khắp hẻm sau mưa lớn tại Sài Gòn. Cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống thành phố từ lúc 14h30 phút chiều cuối tháng 5 khiến cho nhiều nơi ở Sài Gòn ngập sâu. Mưa kéo dài gần 1 giờ khiến cho nước dâng cao kèm theo các loại rác thải tràn vào nhà dân. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương của thành phố Thủ Đức, mưa lớn gây ngập nặng, rác nổi lềnh bềnh khắp các hẻm nhỏ. Đường Thái Lý, Quốc Hương, phường Thảo Điền ngập như sông, nhiều đoạn nước sâu gần 1 mét khiến cho việc di chuyển của người dân khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ hoặc gọi cứu hộ. Tại hẻm 366 Chu Văn An, quận Bình Thạnh, người dân đã bất lực nhìn đống rác ứ đọng, phải đặt tấm ngăn rác tràn vào nhà. Tại Hà Nội, đánh giá về việc thoát nước mùa mưa năm 2024, vào chiều ngày hôm qua ngày 31 tháng 5, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, năm nay nắng nóng gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi, những trận mưa lớn bất thường, không theo quy luật sẽ thường xuyên diễn ra, bao gồm cả dông lốc và mưa đá. Theo Công ty Thoát nước, năm 2024, với các trận mưa dưới 50mm một giờ, Hà Nội sẽ không úng ngập. Tuy nhiên, với các trận mưa có lượng mưa từ 50 đến 70mm một giờ, Hà Nội có 11 điểm ngập úng. Với các trận mưa trên 70mm một giờ, Hà Nội phát sinh thêm 19 điểm, nâng tổng số điểm úng ngập lên 30, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Nguyên nhân gây ngập, theo Công ty Thoát nước Hà Nội là do nhiều dự án hạ tầng lớn của thành phố chậm tiến độ, khu đô thị trung tâm có nhiều vị trí trũng thấp, hệ thống cống cũ nhỏ xuống cấp, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh rác và dầu mỡ. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!